Thưa quý vị, một nguồn tin từ bên trong cho biết, ở trong phòng hỏi cung của Trịnh Xuân Thanh lúc nào cũng có vài cái gối bông. Mỗi lần hỏi cung có đến 4 hoặc 5 người lực lưỡng trong phòng. Gối bông để làm gì trong phòng hỏi cung? Những người từng trải qua nhà tù đều biết rõ nó là dụng cụ trợ giúp tra tấn. Thật ra, những đòn mà bọn đại bàng đánh người trong buồng giam đều từ đòn của cán bộ điều tra chế biến ra cả bọn điều tra đầu tiên vặn tay gối đối tượng ra đằng sau người ta còn gọi là bẻ cánh gà sau đó dí mặt đối tượng xuống một cái gối trên nền đất sao cho mặt đối tượng nghiêng còn thở được rồi họ đặt một cái gối bông nữa lên trên mang tai tiếp đến là dùng chân dậm lên cái gối đối tượng có gối trên gối dưới đỡ không hề bị sưng hay chảy máu nhưng cảm giác như máu ốc ở trong đầu đảo lộn vì chỉ muốn chết đánh nhiều như thế đối tượng thành thần kinh có thể dẫn đến chết mà cơ quan pháp y quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn cái gối trong phòng họ đã kết luận được đối tượng đột tử do bệnh lý tự nhiên như xuất huyết não tai biến mạch máu não vân vân trịnh xuân thanh là người duy nhất đến giờ không nhận tội anh ta bị tra tấn nhiều lần tất cả những người trong vụ án cùng anh ta đều đã gặp gia đình riêng anh ta thì không hơn 400 năm trước, Đông Hội chỉ là bãi đất bồi bên, ven sông, đầu nhánh con sông Đuống. Một số dân cư khác nơi kéo đến làm nhà, làm ruộng và lập thành làng. Làng Lại Đà là một trong các làng đó. Làng Lại Đà có mấy dòng họ như Ngô, Nguyễn, Lương, Vương. Theo lịch sử làng thì dòng họ Nguyễn lại có mấy loại như Nguyễn Bá và Nguyễn Phú. Dòng họ Nguyễn Bá cùng dòng họ ngô lương vương đều là những người đỗ đạt cao làm quan duy có nguyễn phú là dòng họ hơi kém về đường học vấn quan trường họ nguyễn phú thường làm những nghề trong thiên hạ như địa lý mồ mả hàng xáo, bán mật đường làm bỏng gạo hát ả à đào người danh giá nhất của dòng họ nguyễn phú làng lại đà là nguyễn phú hanh làm chỉ huy một vệ quân trong sáu hay tám vệ quân hồi đó bảo vệ kinh thành huế ông phú hanh to đến nỗi khi ông chết được mang về quê đám tang ông phú hanh vinh dự có quan đầu tỉnh đến viếng làm cả họ nguyễn phú thấy ngất ngây thời ông nguyễn phú hanh làm quan là thời pháp đang đô hộ nước ta nên mới có từ quan đầu tỉnh như vậy nghề tự hào nhất trong gia phả họ nguyễn phú là nghề ả à đào cô đầu ả à đào giáo phường nguyễn phú có lần được vào phủ trịnh hát cả giáo đường ả à đào nguyễn phú ghi vào sử vàng dòng họ là đã từng ả à đào phường mình được mời vào phủ trịnh hát sau này ra phả dòng họ nguyễn phú ở lại đà lại thêm một vinh dự trói lọi nữa là ông nguyễn phú tưởng đi bộ đội được làm sĩ quan về hưu với hàm trung tá trong kháng chiến chống pháp dòng họ nguyễn phú đóng góp nhân lực kém xa với các dòng họ khác ở lại đà rất nhiều thanh niên trai tráng nguyễn phú hồi đó đều trốn biệt mặc các dòng họ khác trong làng tham gia cách mạng thân phụ của nguyễn phú trọng cũng nằm trong những thanh niên khôn lỏi né tránh mọi hoạt động cách mạng cũng như mọi hoạt động kháng chiến chống pháp thân phụ trọng ngoài sự khôn lỏi né tránh nơi nguy hiểm ra chả có gì đặc biệt vì thế bao nhiêu kẻ muốn nịnh trọng với ý định viết về gia thế của trọng nhưng khi đến lại đà biết về thân phụ của trọng đều âm thầm tìm đề tài khác. Cách lại đà không xa là Mai Lâm, nơi mà dòng họ Trịnh Xuân cũng đã ở đó 500 năm. Dòng họ Trịnh Xuân là một dòng họ khoa bảng và danh giá quan vùng ấy. Khi mà dòng họ Nguyễn Phú ở lại Đà, đa phần thất học Hành nghề dòng thiên hạ thì dòng họ Trịnh Xuân đã mấy đời nối nhau, đời nào cũng có người họ Trịnh Xuân đỗ cử nhân, tiến sĩ, hoàng giáp. Họ Trịnh Xuân ở Mai Lâm có nhiều người danh tiếng làm quan quan nhiều đời. Trong chiến tranh, họ Trịnh Xuân ở Mai Lâm có đến 9 liệt sĩ, trong khi đó họ Nguyễn Phú ở làng Lại Đà chỉ có một liệt sĩ duy nhất hy sinh năm 1969 tên là Nguyễn Phú Trọng. Xin nhắc lại liệt sĩ Nguyễn Phú Trọng làng lại đà hy sinh năm 1969, điều này ghi lại trong gia phả họ Nguyễn Phú ở làng lại đà, ai không tin có thể đến xem. Nguyễn Phú Trọng làng lại đà còn sống, đang làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay có được tính thừa kế của ông bố, đó là bằng giá nào cũng phải né bom đạn chiến tranh. Nguyễn Phú Trọng này ta tạm gọi là trọng sống để phân biệt với ông Trọng, liệt sĩ Nguyễn Phú Trọng kia trọng sống thừa hưởng sự khôn lỏi của thân phụ y nên đi chọn cho mình môn văn và là môn dễ nhất trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa. Nếu thời phong kiến môn văn đòi hỏi uyên thâm bao nhiêu thì thời xã hội chủ nghĩa chỉ cần biết khen cách mạng, khen đảng, khen chủ nghĩa xã hội là ngon ơ. Bởi thế trọng sống đã chọn đề tài tán tụng thơ tố hữu làm luận văn tốt nghiệp đại học văn. Đến đây phải lấy câu thơ hình của ông Xuân Sách nói về tác phẩm Tố hữu để nhận rõ tư tưởng tố hữu và trọng sống ở làng Lại Đà ca ngợi để lập thân. Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt, máu ở chiến trường hoa ở đây. Hai câu thơ quá đúng cho hai anh thanh niên Nguyễn Phú trọng làng Lại Đà, một anh hy sinh trong chiến trường, một anh ở nhà tán tụng thơ, vừa an thân vừa tương lai rộng mở anh thiên niên trọng sống nhờ khéo chọn những môn học thức thời từ thơ tú hữu cách mạng làm bàn đạp anh tiến vào đại học chính trị theo chủ nghĩa mác lê nhờ thế anh yên thân ấm cật không phải xông pha hòn tên mũi đạn như bao thanh niên cùng thế hệ anh dần dần leo lên qua các chức vụ mà trở thành tổng bí thư minh quân nhân kiệt như ngày nay khi thành tổng bí thư minh quân nhân kiệt thế thiên hành đạo như các bồi bút gọi anh thế anh Trọng Sống mới mở nỗi căm hờn trong củi ngực ra. Đó là nỗi căm hờn dòng họ. Anh đã mấy trăm năm qua lép vế với dòng họ Trịnh Xuân ở làng bên. Anh đã chăm chỉ đọc báo hàng ngày và phát hiện ra báo chí nói về tên Trịnh Xuân Thanh. Con ông Trịnh Xuân Giới ở làng Mai Lâm đi một cái xe sang biển xanh. Và anh Trọng Sống không bỏ lỡ cơ hội báo thù, rửa hận, nỗi lép vế gia tộc. Anh thể hiện quyền y từ kinh đô cho cả làng nhà mình biết anh Huy Động Chín ban ngành vào cuộc truy sát để bắt tội chết cho Trịnh Xuân Thanh. Nhiều người ngạc nhiên vì sao anh Trọng sống ở làng lại đà lại truy sát Trịnh Xuân Thanh như thế, trong khi nhiều người khác anh Trọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Họ ngạc nhiên vì họ chưa biết chuyện hai dòng họ Nguyễn Phú và Trịnh Xuân ở hai làng cạnh nhau mấy trăm năm qua đẳng cấp tranh lệch nhau như thế nào. Cộng sản, phong kiến, bẩn cố nông là ba yếu tố ăn sâu trong máu Nguyễn Phú Trọng trong cái tư tưởng hỗn hợp tây tàu ta ấy nguyễn phú trọng muốn rửa mối hận thù nỗi nhục nhã vì dòng họ thấp kém chút đến đầu trịnh xuân thanh là lẽ đương nhiên chả thế mà duy chỉ có về đông anh gặp cử tri trọng nghiến răng nói trịnh xuân thanh không trốn được đâu các cụ có câu một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp trọng đã làm một việc bắt cóc trịnh xuân thanh từ berlin về gây chấn động thế giới cốt chỉ thỏa mãn sự thụ hằn, nhen nhỏi, nhỏ nhen và danh dự của y. Có người nói nếu Trịnh Xuân Thanh sinh ra ở một nơi khác không gần làng của Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn số phận của anh ta không bị bi thảm như ngày hôm nay. Tôi nghĩ điều đó đúng bởi cái tư tưởng phong kiến làng xã, con gà tức nhau tiếng gáy cộng với sự thù hận cộng sản, cuộc thanh trừng trong những thứ tư tưởng pha trộn ấy sẽ gây gắt và khốc liệt hơn vạn lần các cuộc thanh trừng khác. Cũng giống như thế, những kẻ mờ nhạt một thời quá khứ như Nguyễn Xuân Phúc, Trương Quang Nghĩa còn dã man không kém gì trọng sống. Chúng không những giết người sống để hà dạ mà còn muốn đào mộ người danh tiếng hơn. Chúng như Nguyễn Bá Thanh chỉ để chứng minh rằng những người danh giá trước kia ở quê hương chúng đều trả ra gì, đều không đáng khen ngợi trong mắt nhân dân. Ở tuổi 74, Nguyễn Phú Trọng, nếu ở làng đã là một trong những bậc cao niên thượng thọ, việc thù hận ganh ghét không còn trong tâm trí. Thế nhưng trái lại trọng sống còn nung nấu hành hạ Trịnh Xuân Thanh bằng những thủ đoạn tàn độc như tra tấn, bức cung, đe dọa, khủng bố gia đình chỉ vì những cái tức tối về danh giá ở xóm làng. Người ta nói tư tưởng cộng sản dễ đẻ ra những tên quái thai về tâm hồn. Điều đó dường như đúng khi đối chiếu với những gì nguyễn phú trọng tức trọng sống làng lại đà đang làm với trịnh xuân thanh làng mai lâm hôm nay chống tham nhũng là mục tiêu được đưa ra trong các cuộc thanh trừng nội bộ nguyễn phú trọng tuy nhiên trong cái đảng bình chuột đánh chuột coi chừng bị vỡ bình mà chính trọng đã thú nhận thì tham nhũng là bản chất lẫn lẽ sống của các quan chức ngày hôm nay cộng sản và tham nhũng là một không thể tách bạch loại trừ như vậy mục tiêu chính của cuộc đốt lò của nguyễn phú trọng là gì sẽ không loại trừ việc tranh giành củng cố quyền lực giữa các tên gọi nhau là đồng chí tiêu diệt nhau công khai hay ngấm ngầm cũng là bản chất của cộng sản trong mọi thời kỳ trong bất kỳ chế độ cộng sản độc tài nào cũng không thể không nhắc đến nhu cầu thâu tóm lại cơ hội tham nhũng để vừa có quyền lẫn tiền và không thể bỏ qua những hiềm khích giữa những đồng chí nay đã xem nhau là kẻ thù, là giận. Nhưng, chừng đó thì không đủ cho cuộc đốt lò thành công bởi một tên tổng bí thư có biệt danh là Lú. Triều đại 10 năm của Nguyễn Tân Dũng và những chân rết của ông ta nằm trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, cơ quan, quyền lực khó có thể bị đánh sập đàn thành bởi Nguyễn Phú Trọng, nếu không có một thế lực đứng đằng sau cung cấp kế sách, hỗ trợ chính trị, tài chính, mua chuộc và sức ép lên các ủy viên Trung ương Đảng. Thế lực đó là Trung Nam Hải, tập cận bình. Mục tiêu chính của cuộc thanh trừng không xuất phát từ Ba Đình mà lại đến từ Bắc Kinh. Nguyễn Phú Trọng chỉ nương theo đó vì nó cũng phù hợp với bản chất say mê quyền lực, đáp ứng mối hận nghìn thu của ông ta trong cú thất bại chua cay với đồng chí X trước đây. Mục tiêu chính không phải là chống tham nhũng, vốn chỉ là lý cớ. Điểm đến của chiến dịch đốt lò cộng sản Ba Đình là để trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản Việt Nam sẽ không còn một cá nhân, tập thể thế lực nào không tuân phục Bắc Kinh 100%. Trong vai trò thủ tướng trong bối cảnh cộng sản Việt Nam đã đầu hàng Bắc Kinh sau hội nghị Thành Đô và trở thành một những quốc gia thuộc lệ thuộc nặng nề vào Trung Cộng trong mọi lĩnh vực. Nguyễn Tấn Dũng đã có những ký kết làm ăn với Trung Cộng cũng như những quốc gia khác. Suốt hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành một tên quan tham nhũng số một trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tính đến thời điểm này. Trong chính sách tội đồ dân tộc, Nguyễn Tấn Dũng phải nằm trong top 10, không thể khác. Nhưng, Nguyễn Tấn Dũng cũng như nhiều đàn em thân tín, trong đó có Đinh La Thăng chưa từng tuyên bố những câu vàng và tốt. Công khai chính thức ôm chân tàu như lấy đại cục quan hệ Việt-Trung làm trọng. Quan hệ Việt-Trung là di sản quý báu để lại cho con cháu như bầy đàn Nguyễn Phú Trọng. Chính Nguyễn Tân Dũng đã từng tuyên bố quan hệ Việt-Trung là một thứ quan hệ viển vong. Chỉ có Đinh La Thăng là ngồi chửi như tát nước vào mặt các quan chức tổng thầu Trung Quốc EPC đến nỗi thời báo hoàn cầu của tàu cộng phải đăng bài phản đối nguyễn tấn dũng và các đàn em không nằm trong danh sách những đứa con hoang đàng sẽ trở về nhà của diên khiết trì do đó bắc kinh thông qua phe nhóm của nguyễn phú trọng bằng mua chuộc lẫn dân đe ủy viên trung ương đảng khác đã loại trừ nguyễn tấn dũng khi ông ta đang thắng thế và ở đỉnh cao quyền lực Vấn đề ở đây không phải là để bảo chữa cho Nguyễn Dẫn Dũng và đám đàn em tham nhũng. Bất cứ tên cộng sản nào cũng đều là tội đồ của dân tộc, cũng không chỉ dừng lại ở quan điểm cộng sản đánh nhau, bỏ tù nhau là tốt. Nhìn vấn đề xa hơn, xa sâu hơn trước hiện tượng những thanh củi, thanh thăng nhôm đang bị cho vào lò để thấy Việt Nam trở thành chư hầu của Bắc Kinh như thế nào khi... Lê Chiêu Thống tại Hà Nội đang càn quét mọi thành phần trong đảng không tuân phục tàu 100%. Mục tiêu của Bắc Kinh là dùng Nguyễn Phú Trọng và lý cớ chống tham nhũng để thuần hóa toàn bộ đám con hoang thành con ngoan. Trong tiến trình hán hóa Việt Nam, Tập Cận Bình không thể chấp nhận cái thứ quan hệ cha con hoan một cách viển vông kiểu Nguyễn Tấn Dũng. Do đó, Nguyễn Tấn Dũng và tay chân phải ra đi và bị đưa vào lò. Kẻ cầm củi bỏ vào lò là Nguyễn Phú Trọng nhưng chủ lò chính là Tập Cận Bình. Không có Tập thì Trọng chỉ là một tên già lú biết lý luận. Với cái mớ lý thuyết Mác Lê đã bị cho vào thùng rác và với Tập thì sẽ không bao lâu toàn bộ thành phần lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thật sự trở thành những đứa con ngoan 100% của Bắc Kinh và đứa con đầu đàn không ai khác hơn là đệ nhất thái thú nguyễn phú trọng